nó hành con nè bà con ơi. Nè bà con thấy cái đuôi nó không? Để tắt đèn này cho. Bà con thấy cái đuôi giáo hành không? Giáo không hành con mà thiên nhiên nè bà con thấy không? Này là đám quệ người ta trồng nè. Này đám quệ nè ngoài đồng thiên nhiên nè bà con thấy không? Này vườn đu đủ nè đó. Đu đủ của mình nè. Đủ mình trồng cái này cái vườn của mình nha bà con. Mà con gái hô hành con nó nở nè. Nè đó bà con thấy không? Chút xíu mà xíu không? Đu cái đu lên nè. Gắn này không biết chụp kẹp bắt kẹp nó hay không nè đó. Nó rút ở đâu rồi con thấy không? Để mình bắt cá chơi nha bà con. Nó dính rồi nè thấy không? Mình thả đây mình quay chơi cái coi. Đó bà con thấy chưa, nó xíu hồng mới nở mà. Bà con thấy chưa? Bắt thả lên đây coi chơi. Xíu gắn này mới nở mới đây mà hết mặt trăng rồi. Gắn này cũng 10 ngày nữa, tháng là 10 ngày rồi. Gắn này 10 ngày rồi. Lên kiếm dế ăn, kiếm dế con đồ ăn. Chạy kìa, nhanh kìa. Cho chúng hang cả chết mẹ hả? Chúng lỗ kẻ rồi bà con ơi. Rồi trời hay trời nó chung qua đây rồi ông nội. Trời nó lòn nhanh, nó chung lỗ kẻ nè, chung vui không thấy đường luôn trời. Coi nè con nhận nhanh thì ghê thiệt chứ. Bà con thấy nó nhanh dữ dội không? Hay lắm. Mình đi bắt nhái rồi chụp nhái mình bỏ nó. Bà mẹ nó nhanh dữ trời. Để này trống này bò coi đã. Nó có thấy nó chạy không? Nó con ba da không? Nó đẹp, gắn là đẹp, quá đẹp. Gắn là bóng ghê. Những con mà gắn này đẹp ghê thì trời. Mình tạm ngưng chút mình lấy đồ chụp nhái bà con. Nè mình đi chụp nhái nè, đồ chụp nhái mình nè. Nên đi chụp nhái mà mới ra đây chụp đủ được vài chục con vậy cái gặp rồi nè. Gặp anh gắn nè. Ghê. Ngồi. Nhanh lắm, một đêm nó nhanh lắm.
con hết sức đỡ ha. Trời mũi không đã không con, xíu xíu bằng nước thuốc chứ mẹ gì, bằng nước thuốc hút con, bằng nước thuốc chứ gì nó chút xíu xíu đó mới nở. Gắn này gắn cái, gắn này gắn cái, công nhận cái hồ cành con nó bóng đẹp ghê thiệt. Vậy á, cất tàn ấy không nè, vậy cất chưa có gì chứ, vậy á, cất chưa có ăn mồi, chưa có cất phân, cất vôi, chỉ cất vôi, vô chưa có gì hết, quấn cái tân tay kìa, nó quấn đã hả bà con, thấy không? Ôi trời, nó quấn rồi nè, tiếng nứng đã hết sức đã hả. Hết biết đã gắn thì đẹp ghê, đẹp ghê thì không bà con. Thôi mình cũng tạm ngưng luôn bà con ơi, mình cũng tạm ngưng đi, mình thả nó vô trong chuồng thiên nhiên cho nó ở đi, cho vô chuồng thiên nhiên, ở trong chuồng thiên nhiên luôn, rồi mình tạm ngưng nghe bà con.